Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái chuỗi series video tiếp theo. Thì ở trong cái chuỗi series video này á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kiến thức về giải kỹ thuật cơ khí. Và cái kiến thức nền tảng ở đây mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái kỹ năng để mà chúng ta vẽ ba hình chiếu thẳng góc. Và mở đầu cho cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái dạng bài tập này ha. Thì hiện tại như các bạn thấy ở đây là chúng ta đang có một cái khối vật thể 3D. Và ở trên cái khối vật thể 3D này của mình á, là nó đã có đầy đủ kích thước hết rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đọc hiểu bản vẽ này, sau đó chúng ta sẽ thể hiện lại ba hình chiếu thẳng góc, gồm có hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng. Và cái phương pháp mình chia sẻ cho bạn ở đây á, là cái phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất. Ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có cái ký hiệu này, đây là cái ký hiệu để chúng ta trình bày cái bản vẽ của mình ở phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất. Nếu như bạn chưa hiểu cái phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất như thế nào thì các bạn có thể lên Google các bạn search ha. Rồi, hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta chỉ sử dụng thường á là sử dụng cái phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất này thôi. Thì chúng ta sẽ gồm có là hình chiếu đứng nằm ở trên nè. Đây mình sẽ vẽ sơ đồ cho các bạn ha. Đối với phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất thì chúng ta sẽ có hình chiếu đứng nằm đây, hình chiếu bằng nằm đây và hình chiếu cạnh nằm đây. Thì đây là cái phương pháp chiếu mà chúng ta thường dùng cũng như là chúng ta được học ở trong trường luôn. Còn những bạn nào ở bên Nhật á thì các bạn sẽ thường dùng cái phương pháp chiếu góc phần tư thứ ba. Phương pháp chiếu góc phần tư thứ ba nó sẽ ngược lại chút xíu, là nó có hình chiếu đứng ở đây, hình chiếu bằng nằm ở trên đây và hình chiếu cạnh nằm ở đây. Đó. Do đó, trước khi mà các bạn bắt tay vào các bạn trình bày một cái bản vẽ thì các bạn cần phải phân biệt được là các bạn sẽ trình bày bản vẽ của mình theo phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất hay là phương pháp chiếu góc phần tư thứ ba. Ok. Rồi, trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta vẽ được ba hình chiếu thẳng góc và phương pháp chúng ta trình bày là phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đưa cái hình này vào trong AutoCAD ha. Rồi, cái phiên bản mình đang sử dụng ở đây là phiên bản AutoCAD Mechanical nha. Ở đây mình sẽ chia cái khung nhìn ra thành hai khung. Mình vào cái dấu gạch nè, mình vào cái phần viewport, mình chọn là True. Ở đây mình sẽ có hai khung nhìn. Khung nhìn bên đây mình sẽ Ctrl V để mà mình dán cái bài tập của mình vào. Còn khung nhìn bên đây thì mình sẽ di chuyển qua cái khoảng trống để mình tiến hành mình vẽ. Rồi, trước khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta vẽ thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà chúng ta đọc hiểu được cái bản vẽ này luôn ha. Đâu là nét đậm, đâu là nét thấy, ở đâu là nét khuất chẳng hạn. Rồi, ok, đầu tiên khi mà chúng ta đọc một cái khối vật thể 3D á, ở đây các bạn sẽ vẽ ra cho mình một cái trục tọa độ ảo nha. Ví dụ trong trường hợp này thì mình sẽ vẽ ra một cái trục tọa độ ảo gồm có trục thứ nhất nè, trục này, rồi trục này là trục thứ hai nè, và trục này là trục thứ ba. Vậy thì ở cái trục đầu tiên này nè, mình sẽ đặt tên cho cái trục này là trục, ở đây mình sẽ đặt tên cái chỗ này là O nè, chỗ này mình sẽ đặt tên là X nè, rồi trục này là mình sẽ đặt tên là Y nè, và trục này mình sẽ đặt là Z nè. Thì mình sẽ có được ba cái trục tọa độ như vậy. Bây giờ đối với cái khối này, nó khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta cần phải xác định cái hình chiếu đứng của mình nằm ở đâu, cái hình chiếu bằng của mình nằm ở đâu và hình chiếu cạnh của mình nằm ở đâu. Thì trong trường hợp này hình chiếu đứng thì mình sẽ từ ngoài mình nhìn vào. Đó. Vậy thì tất cả những cái đối tượng nào mà nó nằm trên cái mặt phẳng là O, X, Z thì nó sẽ thuộc về hình chiếu đứng. Vậy thì trong trường hợp này ở cái mặt phẳng này thì chúng ta sẽ thấy được những kích thước nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy được kích thước 35. Chúng ta sẽ thấy được kích thước 40. Chúng ta sẽ thấy được kích thước chiều cao là 66. Chúng ta sẽ thấy được kích thước là 8. Cũng như là chúng ta sẽ thấy được cái kích thước là 12 nè. Rồi chúng ta sẽ thấy được khoảng cách tâm là bằng 25 nè. Đó, chúng ta cũng biết được cái phi này bằng 22 nè. Đó, và chúng ta cũng biết được cái phi này bằng 14 luôn. Thì những cái kích thước mà chúng ta thấy ở đây nè, thì khi mà các bạn lên hình á thì nó sẽ thuộc về hình chiếu đứng và hình chiếu đứng của bạn sẽ thể hiện được đầy đủ tất cả các kích thước này. Thì đây là cách để mà chúng ta kiểm tra xem là sau khi mà chúng ta lên cái hình xong rồi á thì chúng ta có điền được đầy đủ các kích thước như này hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái hình chiếu là hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng của chúng ta thì từ trên chúng ta nhìn xuống nè. Vậy thì từ trên chúng ta nhìn xuống chúng ta sẽ thấy được cái mặt phẳng là O, X, Y.
Vậy thì những cái kích thước nào ở trên cái mặt phẳng OXY này thì nó sẽ thuộc về hình chữ bằng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy được kích thước bề rộng bằng 30 nè. Rồi chúng ta sẽ thấy được kích thước 35 nè, 40 nè. Rồi chúng ta sẽ thấy kích thước được 25 nè. Chúng ta sẽ thấy được kích thước là 14 nè và 22 nè. Thì đây là những kích thước mà chúng ta nhìn thấy ở trên hình chiếu bằng. Rồi tiếp tục chúng ta cứ phân tích như vậy, chúng ta sẽ có được kích thước ở hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh của mình trong trường hợp này là chúng ta đứng từ bên đây chúng ta nhìn qua nè. Thì từ bên đây chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt phẳng là OIZ. Nó thì những cái kích thước nào nó hiển thị trên mặt phẳng OIZ này, nó sẽ thuộc về hình chiếu cạnh. Ở đây chúng ta sẽ có kích thước là bằng 30 nè. Chúng ta sẽ có kích thước chiều cao là 66 nè. Chúng ta sẽ có kích thước là 8 nè. Và chúng ta sẽ có toàn bộ cái kích thước ở cái phần ở trên đây. Thì đây là những kích thước mà chúng ta sẽ thấy được ở bên hình chiếu cạnh. Sau khi mà các bạn đã phân tích được như vậy rồi thì đến lúc mà các bạn tiến hành, các bạn thực hành đó, thì nó rất là dễ. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ demo cái biên dạng mà chúng ta sẽ thấy được ở hình chiếu đứng ha. Thì ở hình chiếu đứng ở đây các bạn sẽ để ý cho mình có một cái chỗ mà các bạn cần chú ý, đó chính là cái khối trụ nè. Có nhiều bạn mới học qua cái môn về kỹ thuật thì khi mà các bạn học về cái khối trụ này á thì chúng ta sẽ có cái khái niệm là đường sinh. Vậy thì đối với khối trụ này, khi mà chúng ta vẽ hình chiếu nó ra thì cái khối trụ nó sẽ sinh ra cho chúng ta là hai cái đường như thế này. Khi các bạn vẽ hình chiếu ha. Đó, một khối trụ thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta hai đường, ở chính giữa chúng ta có đường tâm nè. Thì chúng ta sẽ có hai đường hai bên đây. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có cái phi ngoài ở đây bằng 22 nè. Thì khi mà các bạn vẽ lên hình chiếu đứng thì chúng ta sẽ ra được là hai đường như thế này. Đó. Và ở đây chúng ta có cái đường tâm chính giữa nè. Thì hai đường này chúng ta sẽ có cái phi bằng 22. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ cần phân biệt nét thấy và nét khuất nữa. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có cái lỗ phi 14 ở trong. Thì đối với cái lỗ phi 14 này, các bạn khi mà các bạn vẽ hình chiếu thì các bạn sẽ thấy nó là nét đứt. Tại vì sao nó là nét đứt? Tại vì cái phi 14 này nó nằm ở trong cái phi 22. Do đó khi mà chúng ta vẽ hình chiếu thì chúng ta sẽ không thấy được ha. Và do ở đây nó là phi 14 nên nó sẽ tự sinh ra chúng ta hai cái đường sinh khi mà chúng ta vẽ hình chiếu. Do đó ở đây chúng ta sẽ có nét này là nét đứt. Ok ha. Vậy thì ở hình chiếu đứng của chúng ta sẽ có một cái biên dạng như thế này. Đây các bạn sẽ thấy biên dạng hình chiếu đứng nè. Và cộng với cái đường sinh của phi 22 và cái đường sinh bằng nét đứt của cái phi 14 thì chúng ta sẽ ra được cái biên dạng của hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh các bạn cũng phân tích tương tự như vậy để các bạn tìm ra đâu là nét thấy và đâu là nét đứt. Trong trường hợp này mình sẽ phân tích cho các bạn luôn. Trong trường hợp mà chúng ta vẽ hình chiếu bằng thì hình chiếu bằng chúng ta sẽ có cái đường nét đứt chính là cái đường khuất ở đây nè. Đây, chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ có cái đường này, nó chính là cái đường nét khuất. Rồi, ở hình chiếu bằng khi chúng ta nhìn qua thì chúng ta cũng sẽ thấy cái đường này là đường nét khuất cộng với cái đường sinh của cái phi 14, nó cũng là đường nét khuất. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta thực hành, chúng ta vẽ từng cái bản vẽ một, từng cái hình chiếu một. Rồi. Nếu như các bạn hiện tại đang sử dụng phần mềm AutoCAD Mechanical á thì các bạn có thể vào trong thư viện content của nó để các bạn lấy ra cho mình một cái khổ giấy tiêu chuẩn. Trong trường hợp này mình sẽ demo, mình lấy ra cho mình một cái khổ giấy A4 tiêu chuẩn. Ở đây mình sẽ bấm vào cái tab là EndNoteStyle. Mình sẽ bấm vào cái phần là Title Border. Ở đây nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái hộp thoại. Ở đây mình sẽ chọn cho mình cái khổ giấy. Trường hợp này mình sẽ chọn cho mình cái khổ giấy là A4 chẳng hạn. Đây mình có khổ giấy A4 kích thước là 297 x 210. Rồi, cái title book này chính là cái phần khung tên á, khung tên các bạn tự vẽ nha. Chọn OK. Rồi mình chọn điểm chèn. Rồi đây các bạn cứ chọn OK. Rồi bấm Enter ha. Nó sẽ tự ra cho chúng ta một cái khổ giấy như thế này. Rồi đây là khung tên, các bạn không cần nữa, các bạn xóa đi, nữa các bạn tự vẽ lại khung tên. Thì đây là cái khổ giấy của mình. Bây giờ mình sẽ vẽ cái bản vẽ của mình ở trong khổ giấy này, hoặc là các bạn vẽ bản vẽ của mình ở ngoài này, rồi sau đó các bạn di chuyển cái bản vẽ của mình vào trong cái khổ giấy này đều được hết ha. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ vẽ hình chiếu đứng trước. Thì hình chiếu đứng ở đây chúng ta vẽ như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái đường line có cái chiều dài bằng 35 nè. Rồi
Cái chiều cao này thì chúng ta sẽ lấy chúng ta trừ ha, 66 nè, chúng ta trừ cho 8 nè, thì trong trường hợp này mình suy luận luôn thì cái thằng này nó bằng 8 luôn ha. Mình suy luận ra thằng này nó bằng 8 luôn. Ok. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ ở trong khẩu giấy này luôn đây. Đầu tiên mình có thằng L nè, Enter. Chọn một điểm ở đây. Mình kéo ra một đoạn bằng 35. Enter. Rồi, từ đây mình sẽ kéo thẳng lên. Đây mình kéo xuống đây trước đi ha, một đoạn bằng 8 nè. Rồi, ở đây mình có một đoạn tới đây là bằng 35 nè. Rồi mình sẽ cộng thêm 40 ly nữa thì nó sẽ ra là 75 ly nè. Rồi, từ đây mình giống lên đây một đoạn bằng 66 nè. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ giống lên đây. Rồi mình vẽ qua. Rồi ở đây mình vẽ xuống là 8 ly nè. Đó. Rồi, cái chiều dày của thằng này nó sẽ là 8 ly luôn nha. Các bạn nhìn nó là hình chữ L đấy. Thì ở đây các bạn sẽ dùng lệnh offset. Enter, các bạn offset ra là 8 ly. Rồi chúng ta phóng đối tượng xuống. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ có được cái hình chữ Z này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai cái đường sinh của cái phi 22 và cái phi 14. Ở đây chúng ta sẽ xác định được tâm nè. Thì tâm là từ đây chúng ta sẽ offset ra cho mình một cái đường là 25 ly. Enter, các bạn offset ra là 25 ly. Rồi cái đường này các bạn sẽ kéo dài lên ha. Và đường này chúng ta sẽ chuyển nó về cái layer là đường tâm luôn. Trong trường hợp cái đường tâm của chúng ta hơi to nè, các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là LTS. Enter. Hiện tại của mình đang là 1 nè, các bạn chỉnh về là 0.2 chẳng hạn, thì cái đường tâm của chúng ta nó sẽ dày như thế này. Bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ hai cái đường sinh cho cái phi 22. Từ phi 22 này chúng ta sẽ vẽ, chúng ta sẽ offset cho mình mỗi một bên là 11 ly. Đây 11 ly nè. Đây mình đây 11, đây 11. Rồi tiếp tục chúng ta có hai cái đường sinh của phi 14 thì chúng ta sẽ offset qua mỗi bên là 7 ly. Rồi, 7 ly. Chiều cao của thằng này bằng 12 nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ offset lên là 12 ly. Rồi sau đó các bạn sử dụng lệnh TR, các bạn sẽ cắt bỏ những cái phần thừa đi nè. Rồi ở đây các bạn thấy là cái ký hiệu nè. Thì cái lỗ này á là cái lỗ nó sẽ thủng luôn nha các bạn. Cái lỗ này nó sẽ là thủng luôn. Mình sẽ cho cái lỗ này nó thủng luôn. Rồi hai cái đường nét này thì chúng ta sẽ chuyển nó về nét khuất nè. Rồi đường tâm này mình sẽ kéo ngắn lại. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái hình chiếu đứng ha. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ hình chiếu bàn. Thì hình chiếu đứng chúng ta có rồi, chúng ta muốn vẽ hình chiếu bàn á thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh XLine để các bạn giống từ trên cái hình chiếu đứng này xuống cho nó nhanh nè. Đó. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái gì? Ở đây các bạn sẽ vẽ cái bề rộng bằng 30 nè, các bạn offset ra. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt bỏ. Rồi ở cái hình chiếu bàn này chúng ta sẽ thể hiện nét nào là nét khuất. Thì các bạn có thấy là phải là nét nào là nét khuất không? Cho chúng ta giống cái đây xuống nè. Ở đây các bạn sẽ sử dụng lệnh ME để chúng ta chuyển nét này về nét khuất. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ vẽ cái lỗ nữa là xong. Thì cái lỗ này nè, ở trên đây các bạn sẽ mở một cái C cho mình. Khi mà chúng ta chiếu xuống hình chiếu bàn thì chúng ta sẽ có hai cái đường tròn như thế này đúng chưa? Đó. Vậy thì chúng ta vẽ ở trên hình chiếu đứng luôn, sau đó chúng ta mu nó xuống. Đây các bạn mu nó xuống tới đây. Đó. Rồi, vẽ đường tâm thì chúng ta sử dụng chức năng vẽ đường tâm trong CAD Mechanical nè. Các bạn chọn vào Centerline Cross and Hole nè, bấm cái đường tâm nè. Đó, rồi sau đó chúng ta sử dụng lệnh MA để chúng ta copy cái đường tâm hiện tại chúng ta đang có. Đây. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có được hình chiếu bàn rất là nhanh. Cứ làm tương tự như vậy thì chúng ta sẽ vẽ được hình chiếu cạnh.
hình chiếu cạnh như chúng ta vẽ như thế nào. Chúng ta cũng giống, đây chúng ta giống qua nè. Rồi, chúng ta giống qua nè. Đây chúng ta giống qua. Giống qua. Rồi giống một đường đứng lên. Hình chiếu cạnh chúng ta sẽ thấy được cái bề rộng là bằng 30. Ở đây chúng ta sẽ offset qua là 30. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ đi ha. Rồi ở cái hình chiếu cạnh này chúng ta cũng thể hiện nét nào là nét đứt. Thì có phải là nét này là hình chiếu của nét này qua không? Đó. Do hình chiếu nét này nên ở đây chúng ta không thấy được nè. Thì chúng ta sẽ thể hiện nó là nét khuất ha. Đây các bạn thể hiện nó là nét khuất. Rồi ở cái hình chiếu này thì sao? Thì các bạn sẽ copy ha. Rồi do nó là khối trụ nên hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh nó giống nhau. Các bạn sẽ copy qua là xong. Đây chúng ta copy qua nè. Đó. Như vậy là chúng ta có được hình chiếu đứng, hình chiếu bàn và hình chiếu cạnh. Sau khi chúng ta đã có được các hình chiếu được rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghi kích thước. Thì cái phần ghi kích thước này ở trong cái đầu video mình đã có chia sẻ cho các bạn. Khi mà chúng ta phân tích đâu là hình chiếu đứng, đâu là hình chiếu bàn, đâu là hình chiếu cạnh, thì đến cái bước mà chúng ta ghi kích thước này chúng ta cần phải thể hiện đầy đủ như vậy. Ví dụ trong trường hợp này ở đây nó cho chúng ta kích thước là 35 nè, 40 nè. Thì chúng ta sẽ ghi y chang như vậy. Chúng ta dùng lệnh DLI. Đầu tiên là chúng ta sẽ có kích thước này là bằng 35 đúng chưa? Tiếp tục là chúng ta sẽ có cái đoạn này. Đây. Rồi, sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong trường hợp mà chúng ta ghi kích thước mà chúng ta không bắt điểm được cái phần ghi kích thước này. Thì các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh OB để mà chúng ta vào trong cái hộp thoại option chúng ta chỉnh lại. Sau khi cái hộp thoại option nó hiện ra, các bạn sẽ chọn đến cái tab là AM Reference. Ở đây các bạn chọn vào cái phần Snap Default. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là Filter Option. Ở đây các bạn bỏ dấu stick vào cái mục là Dimension, cũng như là bỏ dấu stick vào cái mục là Symbol. Rồi chọn OK. Rồi chọn OK. Apply. OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành chúng ta dim lại DLI. Đây bây giờ chúng ta đã bắt điểm được rồi. Rồi tiếp tục ở đây nó cho mình là cái chiều cao bằng 66 và 8 nè. Thì chúng ta sẽ có kích thước đầu tiên là bằng 8. Rồi kích thước thứ hai nè, tổng nè. Đây là bằng 66. Đó. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái đề người ta cho chúng ta các kích thước như thế nào. Thì khi mà chúng ta dựng lên hình chiếu thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ như vậy. Và cách để chúng ta kiểm tra xem đó là chúng ta đim đủ kích thước, đim thừa kích thước hay là đim thiếu kích thước thì các bạn sẽ đếm. Ở đây chúng ta sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì đó cái hình này nó chỉ cần 9 cái kích thước thôi. Thì ở trên cái bản vẽ của bạn, bạn cũng chỉ cần thể hiện đầy đủ 9 cái kích thước đó là được. Vậy thì ở hình chiếu đứng chúng ta đã có mấy kích thước rồi? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Thì hình chiếu đứng này chúng ta còn có kích thước nào nữa? Đó chính là chiều cao. Đây chiều cao này. Đó. Ở đây các bạn có thể là ghi vào bên đây cho nó đẹp. 12 ly nè. Ok chưa? Rồi. Ở đây thì hình chiếu đứng các bạn chỉ cần ghi bao nhiêu đây thôi. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Bây giờ ở hình chiếu bàn thì chúng ta ghi kích thước gì? Hình chiếu bàn thì chúng ta sẽ có cái khoảng cách này bằng 30 nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ có cái khoảng cách tâm. Thì cái khoảng cách tâm các bạn có thể cho từ đây đến đây. Thì nhiều khi chúng ta cho từ đây đến đây người ta sẽ không có hiểu khi mà chúng ta nhìn xuống hình chiếu bàn. Vậy thì ở đây mình sẽ cho cái khoảng cách tâm ở trên hình chiếu đứng thì nó sẽ hợp lý hơn nè. Đó. Mình cho khoảng cách này thì cái người đọc bản vẽ người ta nhìn vào người ta sẽ tưởng tượng được ngay từ cái mép này đến mép này là 25. So với việc chúng ta ghi ở dưới hình chiếu bàn đó, thì nó sẽ dễ đọc hơn. À, nên mình sẽ chọn hình chiếu đứng. Rồi đối với lỗ thì mình sẽ ghi kích thước ở dưới đây thì nó sẽ dễ hiểu hơn nè. Ở đây mình sẽ cho là DDI. Đó, mình sẽ có cái phi đầu tiên là phi 22 nè. Rồi mình sẽ có cái phi thứ hai. Đó là phi 14 nè. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn thử đếm xem là chúng ta đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bên đây của mình là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đầy đủ kích thước. Đó. Khi mà các bạn đã đem đầy đủ kích thước như này rồi thì ở bên hình chiếu cạnh á, các bạn không cần phải ghi kích thước nữa. À, nếu như các bạn ghi kích thước bên hình chiếu cạnh thì nó thừa thôi. À, nó bị thừa.
Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách mà chúng ta chỉnh lại cái dim cho nó đẹp nè. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì mình sẽ phóng to cái bản vẽ này của mình lên ha. Đó. Cái dim này của mình hiện tại thì cái chữ nó hơi to. Đối với khẩu giấy A4 thì các bạn cho cái chiều cao chữ của dim á là khoảng 2.5 thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ gõ D Enter để mà chúng ta vào trong cái hộp thoại dim. Cái kiểu dim hiện tại của mình là cái kiểu dim AM ISO nè. Đây mình chọn là Modify. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh ở cái phần là symbol, mình chỉnh về 2.5 thôi. Rồi cái phần test chiều cao chữ ở đây mình cũng chỉnh về 2.5 thôi. Ok ha. Rồi ở cái phần line bên đây nè, các bạn sẽ chọn cái màu. Ở đây mình chọn màu xanh cho nó đẹp. Đường này thì mình chọn về đường cơ bản luôn. Chiều dài nét vẽ thì mình chọn chiều dài nét vẽ là 0.13 luôn. Rồi cái đường giống mình cũng làm tương tự như vậy. Mình chọn là đường cơ bản luôn. Rồi chiều dài nét vẽ mình cũng chọn là 0.13 luôn. Rồi mình bấm OK. Rồi cái dim của mình nó sẽ tự nhỏ lại như thế này, sẽ đẹp hơn. Rồi trong trường hợp mà các bạn có khung tên rồi, các bạn vẽ xong rồi, bây giờ chúng ta muốn in ấn ra. Thì trước khi mà các bạn in ấn ra, các bạn phải kiểm tra cái đường nét của mình xem là chúng ta đã quản lý cái kiểu đường nét của mình OK chưa. Tức là nét đậm nó đã ra nét đậm chưa, nét mảnh nó đã ra nét mảnh chưa. Bằng cách là các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng mặt like quay nè. Trong trường hợp có một số bạn không thấy cái biểu tượng like quay này á, thì các bạn bấm vào cái dấu ba gạch. À, các bạn sẽ tìm đến cái like quay. À, mặc định nếu như không có các bạn sẽ thấy như thế này. Rồi chúng ta stick vào like quay để chúng ta lấy ra. Bây giờ chúng ta bấm vào like quay nè. Thì các bạn thấy là chúng ta đã quản lý được cái kiểu đường nét, nét đậm, à, nét đứt nè, nét mảnh rất là OK. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta in ấn ra. Để in ấn thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng máy in. Sau đó chúng ta chọn cái máy in. Thường thì chúng ta sẽ chọn cái máy in là DWG2PDF đi ha. Rồi ở một bên đây nè. À, thông thường thì các bạn sẽ thấy cái in như thế này, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn mở cái cửa sổ ra, các bạn bấm vào cái mũi tên. Rồi ở đây các bạn chọn cái chế độ in là chọn chế độ in trắng đen thôi. Rồi bấm OK. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái khổ giấy. Cái khổ giấy ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta chọn khổ giấy nè. À, ISO A4 nè. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ chọn là A4 full nha các bạn. Các bạn sẽ chọn là cái full A4. Đây mình in theo cái 297-210. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Các bạn sẽ bấm vào cái phần display nè. Các bạn chọn là Windows. Sau đó chúng ta chọn khổ giấy của mình. Từ đây nè. Đến đây. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ muốn in theo tỷ lệ hay là in theo cái chế độ vừa cái khổ giấy. Nếu như các bạn muốn in cái chế độ vừa khổ giấy, các bạn chọn là Fit. Trong trường hợp này mình in đúng tỷ lệ 1:1, mình bỏ fit. Ở đây mình đúng tỷ lệ 1:1 và mình muốn in từ giữa cái tờ giấy ra, mình bấm vào center. Rồi các bạn sẽ thấy cái phần review của mình ở trên đây. Sau khi mà các bạn đã cài đặt OK hết rồi, chúng ta sẽ bấm vào apply luôn để những cái lần cài đặt sau chúng ta không cần phải thiết lập lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta review xem là cái bản in của chúng ta như thế nào. Sau khi mà chúng ta ấn review thì đây chính là cái kết quả bản in của mình. Đấy các bạn thấy là rất đẹp. Chúng ta phóng to lên thì chúng ta sẽ phân biệt được cái nét đậm, nét mảnh cũng như là cái nét khuất của mình rất đẹp. Và bây giờ chúng ta chỉ cần bấm chuột phải chúng ta load ra thì chúng ta sẽ có được một cái file PDF hoàn chỉnh. Ở đây các bạn sẽ tự mình thêm cái khung tên vào. Và cái file bài tập này mình cũng sẽ đính kèm ở dưới cái phần mô tả của cái video này luôn. Để các bạn có thể tải nó về và các bạn cùng nhau thực hành nha. Ở đây là những cái dạng bài tập cực kỳ đơn giản. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái từ đơn giản nhất đến những cái phức tạp nhất để các bạn có thể làm chủ được cái phương pháp vẽ ba hình chiếu thẳng góc này. Sau khi mà chúng ta đã đi qua khoảng tầm 10 cho đến 15 cái đồ dạng như thế này thì chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo nâng cao hơn. Những cái bài cơ bản này mình sẽ cố gắng nói thật là chậm và chia sẻ cho các bạn từng bước một. Cách chúng ta đọc bản vẽ, cách chúng ta phân tích bản vẽ cũng như là cách chúng ta trình bày một cái bản vẽ hoàn chỉnh vào trong tờ giấy của mình như thế nào luôn. Bên cạnh đó thì cũng giúp cho các bạn ôn luyện lại cái phần mềm AutoCAD của mình luôn nha. Rồi nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích với bạn và bạn muốn mình chia sẻ tiếp tục những cái video dạng như thế này
về cái chủ đề này ở trên cái kênh này của mình á, thì các bạn đừng tiếc like cho video này nha. Bên cạnh đó, nếu như mà các bạn có cái thắc mắc gì đó thì các bạn có thể là comment xuống cái video này, thì mình sẽ dành thời gian để mà giải đáp tất cả những cái câu hỏi cho các bạn. Rồi ok, tạm thời mình sẽ kết thúc cái video này ở đây, và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trong những cái video tiếp theo nhé.